Helena Bonham Carter will play Elizabeth Taylor. Bo Chan and Taylor xoay quanh BBC chuyện tình đầy sóng gió của hai người trong khoảng thời gian đóng chung với nhau vở kịch Private Life của Noel Coward năm 1983. Mặc dù vở kịch rất thu hút khán giả, nhưng thật đáng tiếc khi nó chỉ được công diễn 63 buổi trên sân khấu Broadway. Trước đó, Liz Sendick với sự diễn xuất của Lindsay Lohan và Grant Butler cũng đã được ra mắt công chúng. Vào vai Elizabeth Taylor, diễn xuất của cô nàng lắm chiêu đã không nhận được sự ủng hộ của khán giả. Vì vậy, Liz Sendick đã nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của các nhà phê bình phim. Dự kiến Burton & Taylor sẽ ra mắt khán giả vào mùa thu năm nay. Qua đời năm 2011 ở tuổi 79, Taylor đã trải qua 8 lần kết hôn, trong đó có 2 lần với nam diễn viên người Anh Richard Burton. Sự nghiệp của bà trải dài hơn 7 thập kỷ. Năm 1944, lúc mới 12 tuổi, Taylor nhận được vai chính đầu tiên trong bộ phim National Velvet. Cho đến năm 1960, với vai một cô gái yêu một người đàn ông có vợ và chết vì tai nạn giao thông sau đó trong Butterfly 8, lần đầu tiên Elizabeth Taylor đoạt tượng vàng Oscar với vai nữ chính, đưa sự nghiệp của bà tiến đến đỉnh cao. Năm 1966, lần thứ hai Taylor bước lên bục nhận giải Oscar với vai diễn trong phim Who is Afraid of Virginia Woolf.